các bạn, hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn một cái bài tập Arpeggios của cái vòng hợp âm thường xuyên sử dụng trong nhạc gia, đó là vòng 2-5-1. Và ở đây mình sẽ áp dụng cái Arpeggios đánh lên xuống để cho các bạn tập chạy cái thế tay. Và thế tay này các bạn có thể kéo lên khắp cần đàn để các bạn đánh ở những cái vòng hợp âm 2-5-1 khác. Rất đặc biệt ha. Thì cái vòng hợp âm 2-5-1 của chúng ta như sau. Hợp âm bậc 2 đó là Rê thứ 7. Bậc 5 của nó là Son 7. Và quay chữ về Đô trưởng 7. Vậy hợp âm bậc 1 đó là Đô trưởng 7 nha các bạn. Bậc 2 là Rê thứ 7. Bậc 5 nó là Son 7. Đầu tiên là Rê thứ 7. Thì các bạn đánh nó như sau. Chúng ta bắt đầu hai nốt Rê ngăn 5 của dây số 5. Sau đó qua nốt Fa ngăn 8. Xuống cái ngăn 7 của dây 4. Ngăn 5 của dây 3. Ngăn 7 của dây 3. Ngăn 6 của dây 2. Ngăn 5 của dây 1. Và ngăn 8 của dây 1. Chậm nha các bạn. Rồi, chúng ta đã nắm hết các nốt rồi thì bây giờ chúng ta đánh chậm nha. Bây giờ các bạn thấy dễ nhớ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta mới qua cái hợp âm thứ hai, chúng ta là Son 7 đúng không? Thì giờ mình sẽ đánh ngược xuống, đánh từ dưới lên lại, bắt đầu như sau. Chúng ta có C, tức là ngăn 7 của dây 1. Ngăn 3 của dây 1. Sau đó cái nốt Fa nè là ngăn 6 của dây 2. Nốt Rê là ngăn 3 của dây 2. Sau đó tới nốt C là ngăn 4 của dây số 3. Nốt Son là ngăn 5 của dây 3, của dây 4. Rồi nốt Fa tức là ngăn 3 của dây 4. Và chúng ta kết thúc là ngay chỗ cái nốt Rê. Nó như cuối cùng như sau nha. Thì hai cái câu đầu khi mà các bạn thấy từ Rê thứ 7 qua Son 7 thì chúng ta cái đánh xuống, cái đánh lên ha. Tập chậm nha các bạn. Nhịp chân theo nốt múc đơn như cho dễ ha. Khi quen rồi các bạn đánh nhanh hơn tí ha. Và cuối cùng là cái đô trưởng 7 ha. Thì các bạn bắt đầu là bằng khi các bạn vừa kết thúc với Rê đúng không? Thì giờ chúng ta bắt đầu nghe nó C ha. Bạn đánh như thế này ha. Ngăn 2 3 2 5. Sau đó chúng ta đánh ngăn 4 của dây 3, tức là nó C. Ngăn 5 của cái dây 3 là nó Đô. Sau đó nghe nó Đô này các bạn ép cái ngón xuống luôn để các bạn đánh ngay ngăn 5 luôn là nốt Mi. Sau đó các bạn đánh ngăn 3 là nó Son ha. Rồi sau đó các bạn đánh ngay nốt C là ngăn 7. Lại nha các bạn.
tí ha. Rồi, thì cái câu này á, sau khi đánh xuống xong các bạn đánh ngược lại nữa. À, đánh ngược lại thì tương tự là chúng ta có 9 nè. 3 5 5 4 5 2 3 đô trưởng 7 ha các bạn. À, đánh lại nha các bạn. Nhịp chân. Câu này các bạn ráp từ đầu tới cuối của nó luôn. À, thì để nghe nó cái chạy của cái vòng này nó như thế nào, nghe cũng rất thú vị ha. Thì các bạn nếu chia lên khuôn nhạc thì các bạn thấy là hợp âm rê thứ bảy đánh một khuôn, son bảy đánh một khuôn và cái đô trưởng bảy thì mình đánh thứ hai khuôn để cho nó ra bốn khuôn ha. À, nhịp chân nó móc đơn nha các bạn. Thì cái vòng này các bạn thấy là mình cứ đánh vòng vòng liên tục để các bạn luyện được cái thế tay của bạn cho nó nhuần nhuyễn ha. Thì chúng ta tăng tốc độ lên một tí và chúng ta đánh cho cái vòng này càng lặp lại 4-5 lần thì càng tốt cho các bạn, để các bạn ghi nhớ. Thì sau này khi mà vô nghe cái hợp âm thứ hoặc là cái trưởng bảy gì đó, các bạn có thể áp dụng vô khi mà không có ý tưởng solo nhiều, bạn đánh cái bezio này vô là nó không có bị sai ha. Rất là đơn giản đúng không? Thì lúc đầu mình nói với các bạn là cái thế tay này các bạn kéo lên cái nơi khác được. Bây giờ mình ví dụ hoặc thử cao cao đi ha. Thôi bây giờ mình lên tới son. Son thứ 7. Son thứ 7 là bậc 2, vì bậc 1 là pha son la si đô. Vậy là chúng ta có cái vòng âm như sau: son thứ 7, đô 7 và cuối cùng là pha trưởng 7 nha. Thì chúng ta kéo ngay cái nốt gốc, ngay rê đây, thì bạn kéo lên ngay cái nốt son là cái ngăn ngăn 10. Mình đánh chậm, sau đó mình đánh nhanh thử nha. Nhanh hơn tí nha bạn. Các bạn nếu mà tập cái phần mà trên này quen rồi, các bạn kéo xuống dưới đây, các bạn tập chậm lên tí là bạn đánh được, có thể lên tốc độ ngay liền nếu bạn quen tay ha. Thì với cái câu này là các bạn có thể luyện ngón rất là tốt để đánh các arpeggio của cái hợp âm cũng khá là hay và quen thuộc với cái vòng 251 của nhạc gia ha. Thì các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh Guitar for Freedom và shop đàn Amigo Guitar nếu các bạn cần những cái đàn guitar thùng, guitar đàn chất lượng. Hai cái đàn mình đang đánh ở đây là cái đàn thương hiệu Wasburn, là một thương hiệu rất nổi tiếng của Mỹ nha các bạn nha. Thương hiệu này là của Mỹ. Cái cây này thì chưa tới 9 triệu, 8 triệu mấy thôi. Mà thông tốt ha, inlay rất là đẹp. Các bạn thấy inlay chưa? Inlay cực kỳ đẹp luôn. Đó, khóa gòn ha, màu vàng. Logo in nổi, đó, bài đinh rất là đẹp ha. Đó, nó có sẵn cái tích hợp sẵn luôn để ưu cho các bạn đây. Đó, rồi nói chung là cây này mình solo rất là sướng các bạn. Solo cực kỳ sướng, action nhẹ, đánh các nốt rồi nghe cũng rất là chuẩn. Bên dây
rất là đã luôn các bạn. Nói chung là cây này nếu các bạn muốn đầu tư một cái cây đánh vừa solo và đánh sân khấu rồi thì nó rất là xứng đáng để các bạn luyện tập ha. Hãy quay lại với những clip tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.